Ở thị trấn núi Thành tỉnh Quảng Nam có câu chuyện ấm áp về đôi vợ chồng tự bỏ tiền túi để xây nhà trọ rồi đón học sinh nghèo về ở với giá không đồng. Khu nhà trọ đó tới nay trở thành địa chỉ của yêu thương, mỗi ngày đang góp phần nuôi dưỡng tấm lòng tử tế và ước mơ học hành của nhiều học sinh nghèo. Câu chuyện vợ chồng chị Trần Thị Hải ở thị trấn núi Thành Quảng Nam đã tự bỏ tiền túi và xây nhà trọ rồi đón học sinh về ở bắt đầu từ nhiều năm trước khi hai vợ chồng đi làm từ thiện ở các xã vùng xa và thấy đời sống của bà con quá khó khăn. Căn nhà nằm ngay tại thị trấn ở trung tâm, bao quanh là các trường học lớn. Núi Thành là huyện rộng có nhiều nơi học sinh phải đi học hàng chục cây số. Khi học lên cấp 3 thì một số em ở xa phải thuê nhà. Vào tháng 6 năm 2022, những khu nhà trọ được khởi công xây dựng gần nhà ở của vợ chồng chị Hải. Mỗi phòng chị Hải bố trí rộng tới 20 m2, có 6 phòng trọ được thiết kế đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và học tập. Lúc xây dựng không ít người nghĩ rằng đây là dãy phòng trọ cho thuê nhưng cũng là loại phòng khang trang mà học sinh nghèo khó có thể thuê được. Nhưng khi khánh thành và đưa vào sử dụng, chị Hải treo một tấm băng rôn trước dãy trọ, nội dung là phòng trọ không đồng cho học sinh nghèo và công nhân. Vợ chồng chị Hải nhiều năm nay đi giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng ở nhiều nơi. Gia đình còn sắm cả xe cứu thương, hỗ trợ đưa đón người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Và khi quyết định làm nhà, nhà trọ không đồng, chị Hải nói rằng đây cũng là cách cho đi, nhưng hướng đến hiệu quả lâu dài. Đó là giúp nuôi lớn ước mơ, giúp những học sinh nghèo rút ngắn quãng đường đi lại để an toàn theo học mỗi ngày và quan trọng hơn học sinh nghèo khi được giúp đỡ thì cũng sẽ cảm nhận được sự giúp đỡ của mình của người khác dành cho mình để sau này khi ra đời thì tiếp tục quay lại giúp cho những người khác